Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cái video hướng dẫn đan khăn quàng cổ mũi riot một màu nha. Một màu á, cái này là hai sợi len, nhưng mà mình làm một màu. Cái riot này nó có là một màu, hoặc là các bạn có thể phối thành hai màu ở hai mặt, mỗi mặt nó sẽ là một cái màu len. Thì cái mà hai mặt hai màu thì nó sẽ khó hơn, còn cái mà hai mặt nó cùng một màu thì nó dễ hơn, cho nên là mình vẫn gọi là khăn riot một màu. Nhưng mà cái này là nó sẽ phối từng đoạn màu, cho nên là nó sẽ dễ, cho nên mình vẫn ghi một màu nha. Thì cái khăn quàng cổ riot một màu á, là mình đã quay video cách đây mấy năm rồi, nhưng mà khi đó cái sợi nó nhỏ hơn, với lại cái màu nó hơi tối, cho nên mình xem lại thì mình thấy nó hơi khó hiểu một tí. Cho nên là nhân tiện nó đang dư cái sợi lớn nè, mấy bữa đan mấy cái áo lớn nó dư cái sợi lớn, cho nên mình quyết định là mình đan lại cái khăn đó, rồi mình quay lại video này cho các bạn dễ hình dung nha. Rồi, đầu tiên cái sợi này là sợi số 6 nha. Đây, cái cuộn này là Naco nè, sợi số 6. Còn cái cuộn này là Charisma, cũng sợi số 6 luôn. Thì hai sợi nó bằng nhau cho nên mình phối được. Thì giờ chúng ta sẽ gầy mũi nha. Kim thì mình dùng là kim 10mm. Các bạn có thể dùng kim 8-10mm cho cái sợi này. Nhưng mà cái khăn này, cái mũi này các bạn đang có thể là kim lớn một tí cũng được, thì nó sẽ xốp hơn. Giờ chúng ta gầy mũi nha. Cái đầu dính vô cùng lên nè, để ngón trỏ, cái đầu kia để ngón cái. Gầy mũi thì để cho nó cái hàng đầu tiên nó lỏng lỏng á, dễ đan á, thì các bạn nên chập hai kim lại gầy, làm một kim cũng được, nhưng mà hồi đan cái hàng đầu nó hơi chặt rồi. Rồi gầy đầu mũi nè, lấy cái chỗ này nè, đây đâm cái kim qua cái sợi này, khều cái sợi bên này, qua chui qua lại, rồi thả ra nè, được hai mũi nè. Rồi khè qua ba mũi, bốn mũi, năm mũi. Thì cái khăn này, cái bảng này mình tính đan cái khăn này nó cũng to, cho nên mình sẽ gầy 32 mũi nha. Các bạn muốn bao nhiêu mũi cũng được, số mũi chẵn là được. Rồi các bạn gầy cho tới cái số mũi các bạn mong muốn nha. Mình sẽ gầy 32 mũi. Gầy nó còn dư hơi nhiều, cho nên mình gầy 36 mũi luôn. Sau khi gầy xong thì các bạn buộc lấy hai cái đầu chỉ này nè, các bạn buộc lại nha, cho nó đỡ tuột thôi, không buộc cũng không sao nha. Rồi giờ chúng ta tiến hành đan nha. Thì để đan các bạn sẽ rút bớt một que ra nha. Đây, rút bớt một que ra, rồi chúng ta sẽ đan. Các bạn cặp cái sợi ngắn vô, cầm như vậy nè, cho đỡ lộn. Thì cái hàng đầu tiên là cái hàng tăng mũi tạo riot. Đây, chỉ nằm trên kim nha. Rồi cái mũi đầu tiên các bạn lấy ra lên nè. Rồi các bạn đang xuống cái sợi, cái mũi tiếp theo nè, với cái chỉ nằm trên này nha. Khi bạn đang xuống á, thì nó cái này nó bắt chéo ra đây nè, là nó tạo thành một cụm riot đó. Đây, đang xuống. Rồi tiếp tục ngoắc chỉ lên, lấy cái mũi tiếp theo ra, rồi đan xuống cái mũi kế bên, ngoắc chỉ lên, lấy cái mũi tiếp theo ra, đan xuống cái mũi kế bên, ngoắc chỉ lên, lấy cái mũi tiếp theo ra, đan xuống cái mũi kế bên. Các bạn làm tương tự tới hết hàng nha. Ngoắc chỉ lên, lấy cái mũi này qua, đan xuống cái mũi kế bên,
mặt kỹ lên, lấy ra, đan xuống mũi kế bên, mặt kỹ lên, lấy ra, đan xuống mũi kế bên, mặt kỹ lên, lấy ra, đan xuống mũi kế bên, mặt kỹ lên, lấy ra, đan xuống mũi kế bên. Các bạn làm tương tự cho tới hết hàng nha. Mặt kỹ lên, lấy ra, đan xuống cái mũi cuối cùng là xong hết cái hàng tạo gót á, hết hàng đầu tiên. Giờ chúng ta qua hàng số 2 nha. Thì bây giờ đan cái hàng số 2 này xong đàng hồi mấy hàng sau các bạn cứ đan tương tự hàng số 2 nha, cứ đan tương tự cho tới hết cái chiều dài khăn thôi. Thì nó cũng hơi giống giống như cái kia đó nè, cũng sẽ chỉ nằm trên nè, lấy ra lên cái mũi đầu tiên nè, rồi đan xuống. Thì bây giờ các bạn không phải đan xuống một mũi mà đan hai mũi chéo nhau này nè, nó là một cái cụm riot á. Các bạn sẽ đan xuống nguyên cụm này, đây chỉ thì nằm trên nè, cái mũi thì lấy ra nè, rồi các bạn đan xuống, rồi tiếp tục mắc chỉ lên, lấy ra lên cái mũi tiếp theo, cái mũi một mình á, rồi đan xuống cái cụm hai mũi chéo nhau này nè, đan xuống. Mắc kỹ lên, lấy ra cái mũi lên, cái mũi mà có một mình nó thôi, lấy ra, rồi đan xuống cái cụm này với cái cọng chỉ nằm ở trên nha, đan xuống. Mắc kỹ lên, lấy ra, đan xuống. Mắc kỹ lên, lấy ra, cái công tác mà ngoắc chỉ lên nè, rồi lấy ra nè. Khi các bạn đang xuống cái này thì nó sẽ tạo một cụm riot mới cho cái hàng sau á. Cho nên các bạn chỉ cần nhớ cái động tác đó thôi là được. Cứ ngoắc chỉ lên, lấy ra một mũi, đang xuống một cụm, ngoắc chỉ lên, lấy ra một mũi, đang xuống một cụm. Các bạn làm tương tự cho tới hết hàng nha. Hai cái cuối nè, mắc kỹ lên nè, lấy ra nè, đang xuống nguyên cái cụm hai mũi riot nè. Ta xong hàng số 2. Hàng số 3 là sẽ tương tự như hàng số 2 luôn nha. Giờ các hàng là các bạn cứ đang giống y chang vậy á. Cũng mũi đầu tiên chỉ nằm trên nè, lấy ra nè, đang xuống cụm riot hai mũi chéo nhau nè. Mắc chỉ lên, lấy ra, đan xuống. Rồi giờ các bạn cứ làm như vậy hoài cho tới cái chiều dài khăn mong muốn nha. Thì cái khăn mà trung bình á, là nó khoảng dài khoảng từ 1m8 nha cho tới 2m. Nhưng mà dạo này mình thấy kiểu như trend mới là khăn á, là vừa to vừa dài, có khi nó dài cả khoảng 3m luôn á. Quấn rồi mà nó vẫn gần tới mắt cá chân. Rồi các bạn làm tương tự cho tới chiều dài mong muốn nha. Thì khi đó mình sẽ hướng dẫn các bạn ra kim. Sau khi mình đan được mấy hàng rồi nè, thì cái khăn của chúng ta nó sẽ như thế này. Cái này là 36 mũi. Thì các bạn nào mà thích khăn mà bản to dài á, ấy là quấn nhiều hoặc là đội đầu luôn cũng được á, thì làm cỡ này là mình thấy ok. Khi nào mà đang cái được cái đủ cái chiều dài mong muốn rồi đó, thì chúng ta sẽ tiến hành ra kim nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ra kim kết thúc khăn nha. Thì để cho nó đơn giản á, thì cái chỗ mấy chỗ này các bạn sẽ đang lên nè, mũi lên nè, các bạn đang lên khỏi cần vắt chỉ hết. Còn cái chỗ cụm riot này các bạn đang xuống nha. Rồi sau đó mỗi lần đang chúng ta sẽ choàng choàng mũi qua. Này, này mũi lên nè, các bạn đang lên. Rồi. Bỏ chỉ xuống nè. Đang xuống cái riot này.
Rồi, chè cái mũi đầu tiên qua. Xong rồi, mở chỉ lên. Này là đang lên nè. Rồi, mở chỉ xuống, chè cái mũi này qua đây. Rồi, chỗ này là cái Briot hai cái chéo nhau á. Các bạn đang xuống. Rồi, các bạn lại chè cái mũi kế bên qua. Đây. Mình ra được một đoạn rồi nè. Rồi giờ các bạn tương tự ra kim hết nha. Sau khi đan cái phần khăn xong rồi á, thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần tua trang trí nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn một cái chùm tua, sau đó các bạn sẽ làm tương tự nha. Đây mà mình sẽ làm cái chùm nó dài cái bằng cái chiều dài của con sỏ này nè. Đây, chúng ta sẽ quấn nha. Một vòng nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Thì theo mình là tám vòng là vừa nha. Thì các bạn có thể thích nó to hơn có thể làm nhiều, quấn nhiều vòng hơn, hoặc là thích mà nó nhỏ hơn thì quấn ít hơn cũng được nha. À, được 8 vòng. Rồi giờ các bạn sẽ buộc cái gì vô đây nha. Cái này các bạn kéo cho nó hẳn xuống nè. Các bạn cắt ở đây nha. Cắt phần dưới đáy này nè. Các bạn buộc 2-3 lần cho nó chặt, cho nó họ bị tuột ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ buộc ở đây. Các bạn để cho nó khoảng 1 phân, các bạn buộc lại. Các bạn có thể buộc cho nó dài. Các bạn chừa cái này dài, không cần ngắn nha. Các bạn chừa dài cho nó bằng cái này luôn cũng được nha. Rồi. Cái này, cái đầu này nếu mà nó dài thì các bạn để luôn vậy, mà còn nếu mà nó ngắn như vậy các bạn sẽ đâm vô lột ngay giữa này nè, các bạn lôi nó xuống. Các bạn lôi nó xuống thì nó sẽ vô giữa. Cái này á, nếu như mà các bạn mà muốn thành nguyên một cục tròn đẹp á, thì các bạn sẽ để cái ở giữa này là cái hạt gỗ, rồi các bạn bọc này ra ngoài, các bạn buộc thì này nó sẽ tròn thành một cục, nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nếu mà cái cục gỗ á, nếu mà để gần cục gỗ thì chúng ta giặt á, chúng ta phải giặt tay nha. Tại vì nếu chúng ta giặt máy á, là nó sẽ xúc ra đó, hoặc là nó va chạm này nó sẽ dễ hư hơn. Còn nếu các bạn buộc không như vậy, không có cục gỗ quá, thì các bạn giặt máy cũng được. Rồi, giờ chúng ta sẽ buộc vô đây nha.
Thì ở đây chúng ta nè, các bạn sẽ bột ở một, bỏ một, bột ở một, bỏ một, bột ở một. Thì chúng ta sẽ cần là 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, chúng ta sẽ cần 10 cái chùm này nha. Nè, thí dụ như giờ mình buộc vô một cái ngay giữa giữa đi, gần hoặc những cái chỗ khác các bạn làm tương tự. Các bạn có kim móc thì dùng kim móc, không có kim móc các bạn lấy kim đan, cái đầu mũi kim các bạn khều qua cũng được nha. Đây. Thì các bạn có thể là khều hai luôn rồi buộc lại rồi móc nó vô giữa, hoặc là các bạn xỏ một một sợi qua rồi buộc cũng được, tùy nha. Sau đó giờ các bạn sẽ giấu nó vô trong cái chùm này luôn. Được một chùm này này. Thì các bạn sẽ buộc cách một sợi buộc một chùm, hoặc là nếu mà các bạn thích làm thưa hơn thì các bạn có thể là cách hai sợi rồi buộc một chùm vẫn đẹp nha, là nó khoảng như vậy. Thì tùy theo sở thích của mọi người nha, các bạn buộc hai đầu.